Welcome to our lesson today. Today we will learn lesson 5 of team number 7. It's about animals. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được học về những loài động vật ở bài số 5. Now, open your book page 74. Bây giờ tất cả các con hãy cùng nhau mở sách ra trang 74. New words. Listen, point, and say. First of all, listen and point. Đầu tiên, các con hãy lắng nghe và chỉ vào từng bức hình. 1, 2, 3, go. 1. Fast. 2. Slow. 3. Strong. 4. Weak. 5. Taper. 6. Water buffalo. Now listen again and say the word. Bây giờ các con hãy lắng nghe lại một lần nữa và nhớ là hãy đọc theo máy nha. 1, 2, 3, go. 1. Fast. 2. Slow. 3. Strong. 4. Weak. 5. Taper. 6. Water buffalo. Now, we will read the word again. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từng từ một nha các con. Mỗi từ chúng ta sẽ đọc 3 lần. Fast. 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 Slow, slow, slow. Strong, strong, strong. Weak. 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 Taper. 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 Là lợn voi. Lợn voi có kích cỡ lớn, ăn thực vật. Hình dáng giống với các loài lợn bình thường, nhưng có cái vòi ngắn. Đây là cái vòi của con lợn vòi nha con. Chúng sinh sống trong khu vực rừng rậm ở Nam Mỹ, Trung Mỹ và Đông Nam Á. Water buffalo. Water buffalo. Water buffalo. Water buffalo. Rồi, bây giờ các bạn đọc lại những cái từ này một lần nữa giùm cô My nha. 1, 2, 3, go. Very good. Now we move to the next part of our lesson today. Listening. Listen
and write. Ở phần này, các con sẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai bạn nhỏ. Sau đó, mình sẽ điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Ở đây có một cái ví dụ sẵn. Now, listen. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. There are many animals that live in Vietnam. Elephants are the biggest land animals in Vietnam. Can you see the answer? This is an example. Now, listen and write. Two. There are bears in Vietnam too. Bears are smaller than elephants. Three. Water buffaloes look like cows. Water buffaloes are stronger than cows. Four. Water buffaloes are weaker than elephants. Elephants are very strong. Now, listen again. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe thêm một lần nữa. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. There are many animals that live in Vietnam. Elephants are the biggest land animals in Vietnam. Can you see the answer? This is an example. Now, listen and write. Two. There are bears in Vietnam too. Bears are smaller than elephants. Three. Water buffaloes look like cows. Water buffaloes are stronger than cows. Four. Water buffaloes are weaker than elephants. Elephants are very strong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem những từ còn trống là gì nha con. Now, number two. Smaller. Stronger. Đây là những cái câu mình dùng để so sánh những loài vật với nhau, so sánh hơn và so sánh nhất. Như thế nào là so sánh hơn và so sánh nhất? Để biết rõ hơn về hai loại so sánh này, mình cùng nhau đi qua phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Useful language. Listen, then practice. First of all, listen and point to the words. Các con hãy lắng nghe và chỉ theo từng từ ở trong câu. 1, 2, 3, go. Tapirs are smaller than water buffaloes. Elephants are the biggest land animals. Okay. Number one, tapirs are smaller than water buffaloes. Câu này có nghĩa là những con lợn vòi thì nhỏ hơn những con trâu nước. Smaller là nhỏ hơn. Smaller than là cấu trúc dùng để so sánh hai loài vật, hai con vật, hai sự vật với nhau. Ở đây người ta đã so sánh con lợn vòi và con trâu nước. Các con nhớ là khi để so sánh hơn thì động thì tính từ, ở đây cô xin lỗi, thì tính từ small. Tính từ small chúng ta sẽ thêm er thành smaller. Smaller. Tapirs are smaller than water buffaloes. Ở câu số 2, elephants are the biggest land animals. Elephants are the biggest land animals. Câu này có nghĩa là những con voi là loài động vật sống trên cạn to nhất. Biggest có nghĩa là to nhất,
lớn nhất. Chữ big có nghĩa là to, lớn. Nhưng khi chúng ta thêm est thì nó sẽ trở thành là to nhất. Tương tự như vậy đối với những tính từ khác thì các con chỉ cần thêm chữ est sẽ tạo thành cấu trúc so sánh nhất. Elephants are the biggest land animals. Tương tự như vậy các con có thể nhìn dưới đây. Người ta cho mình hai ví dụ, đó là big and small. Comparative có nghĩa là so sánh hơn. Big trở thành bigger. Small trở thành smaller. Superlative là so sánh nhất. Big trở thành biggest. Small trở thành smallest. Ngoài big and small, cô My còn có thêm 4 từ khác nữa. Chúng ta hãy cùng nhau tạo thành tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất nha. Weak có nghĩa là yếu. Trong so sánh hơn sẽ trở thành weaker. So sánh nhất trở thành wicked. Strong, khỏe mạnh. So sánh hơn, stronger. So sánh nhất thì là strongest. Slow, chậm. Slower. Slowest. Fast là nhanh. Faster. Fastest. Well done. Now, listen and repeat. Bây giờ chúng ta lắng nghe và đọc lại hai câu mẫu này một lần nữa nha con. Tapirs are smaller than water buffaloes. Number two. Elephants are the biggest land animals. Very good. Now we move to the next part. Is he reading? Read and circle true or false. Mình sẽ đọc đoạn văn ngắn này, sau đó đọc thêm những câu dưới bên dưới và chọn true or false. True là đúng khi cái câu ở dưới đây đúng với ý ở đoạn văn. False có nghĩa là sai. Khi câu này bị sai, không đúng với những đoạn văn ở trên thì chúng ta sẽ khoanh vào false. Now, listen and read. My name's Diễm, and these are my brothers. Our favorite animals from Vietnam are water buffaloes, elephants, and tapirs. Elephants are the biggest and strongest land animals. Tapirs are smaller than elephants and water buffaloes. Water buffaloes are faster than elephants and tapirs. We really love these animals. Đoạn văn này có nghĩa là mình tên là Diễm và đây là những anh trai của mình. Loài vật đến từ Việt Nam mà chúng mình yêu thích nhất đó chính là trâu nước, voi và lợn voi. Những chú voi là cái loài động vật trên cạn to nhất và khỏe nhất. Lợn voi nhỏ hơn voi và trâu nước. Trâu nước nhanh hơn voi và lợn voi. Chúng tôi rất là thích những con vật này. Đó là nội dung của bài đọc. Bây giờ các con sẽ đọc 4 câu bên dưới. Con voi là loài động vật to nhất ở trên cạn.
Như vậy nó có đúng so với đoạn văn không con? Yes, elephants are the biggest land animals. Nó đúng với ý ở trên đoạn văn, cho nên chúng ta khoanh tròn vào true. Tương tự như vậy, 2, 3, and 4. Number 2, the wicked land animals are elephants. Cái loài vật mà yếu nhất ở trên cạn là con voi. Number 3, tapirs are bigger than elephants. Con lợn voi to hơn con voi. Number 4, water buffaloes are faster than elephants. Những con trâu nước thì nhanh hơn những con voi. Rồi bây giờ các con hãy suy nghĩ và chọn true or false. Do you have the answer? Các con đã có đáp án chưa nè? Bây giờ chúng ta lại cùng nhau sửa bài nha. Number 2 is false. Bởi vì con voi không phải là con nhỏ, con yếu nhất, mà nó là con mạnh nhất, strongest. Number 3, false. Bởi vì con lợn voi nó sẽ nhỏ hơn con voi. And number 4 is true. True. Con trâu nước sẽ nhanh hơn con voi và con lợn voi. Very good. Now we move to the next part. Point and say. Ở phần này, các con sẽ nhìn vào tranh. Ở mỗi bức tranh sẽ có con vật. Các con sẽ tập đặt câu về những con vật này bằng so sánh nhất và so sánh hơn. For example, ví dụ như ở bức tranh đầu tiên, người ta đã đặt sẵn câu như sau. Elephants are the biggest land animals. Những con voi là loài động vật to nhất ở trên cạn. Biggest, biggest. Và ở bức tranh số 2 và 3, người ta đã làm so sánh, là một câu so sánh giữa con gấu và con khỉ. Bears are stronger than monkeys. Những con gấu thì khỏe hơn những con khỉ. Tương tự như vậy, các con nhìn vào tranh và tự đặt những câu mà mình muốn nói về những con vật này nha. Sau khi các con đã nói về những con vật có trong hình, bây giờ các con hãy tập ghi những ý mà mình vừa nói đó vào trong bảng bên dưới phần writing. For example, number 1. Bears are bigger than tapirs. It's workbook time. Open your workbook page 70. Bây giờ các con hãy mở sách bài tập của mình ra trang 70 để chúng ta cùng nhau làm bài tập nha. Part A. Look and write. Ở phần này các con sẽ nhìn vào hình. Có 6 hình tương ứng với 6 từ vựng mà chúng ta vừa được học. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ điền thêm chữ cái để hoàn thành vào những cái từ vựng đó. For example, number 1. Is he fast? Mình sẽ điền vào cho nó hoàn thành cái chữ fast này. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm 5 câu còn lại cho Kumi. Part B. Read and circle. Các con nhìn vào tranh và khoanh tròn vào từ tương ứng với bức tranh đó. Ví dụ, number 1, ở trong tranh có một con trâu nước. Nhìn vào đây, từ vựng nào là con trâu nước thì chúng ta khoanh tròn. Is he water buffalo? Tương tự như vậy, các con làm câu 2, 3 và 4.
Ở bài này, các con sẽ nhìn hình và sau đó đọc câu cho ở bên dưới. Nếu hình và câu khớp với nhau, đúng với nhau, thì chúng ta điền dấu tick. Ngược lại, nếu hình và câu không trùng khớp, không đúng với nhau, thì chúng ta sẽ điền dấu cross. For example, number one, elephants are the biggest land animals. Cái câu và hình nó đúng với nhau cho nên mình điền dấu tick. Tương tự như vậy, các con làm câu 2, 3 và 4. Tiger are stronger than elephants. Water buffaloes are smaller than tapirs. Bears are stronger than monkeys. Now, we check the answer together. Number two. Is it a tick or cross? Yes, is it a cross? Con lợn voi khỏe hơn con trâu. Nó không đúng cho nên chúng ta điền dấu cross. Number three, water buffaloes are smaller than tapirs. Con trâu nước nhỏ hơn con lợn voi. Is he a cross? Number four, bears are stronger than monkeys. Is it a cross or a tick? Is it a tick? We move to the next part, part D. Look and write. Các con nhìn vào tranh và chọn từ để điền vào chỗ trống cho phù hợp. Tapirs are smaller than water buffaloes. Ở đây người ta đã chọn chữ smaller. Bây giờ còn hai câu và hai từ. Chúng ta sẽ điền vào cho phù hợp. Number two, bears are than monkeys. Con gấu thì như thế nào so với con khỉ? Yếu hơn hay là mạnh hơn? Yes, we choose stronger. Bears are stronger than monkeys. And number three, tapirs are than elephants. Con lợn voi như thế nào so với con voi? Con lợn voi sẽ yếu hơn con voi. Weaker. Very good. This is the end of our lesson today. Thank you for your attention.